Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Như vậy là sau 7 tháng thi công thì dự án tuyến đường nối nút giao thông Nam Cầu Bính sang ngã tư cơ điện đã gắn biển phân làn cho những cái nhánh rẽ đi về các hướng. Một số đoạn đường thì đã được trải những cái lớp nhựa bê tông nóng tạo nên cái lớp mặt đường rộng, đẹp và khang trang. Thế nên hôm nay tôi xin mời tất cả các bác cùng tôi cập nhật tiến độ dự án này, xem nó còn những cái bất cập, những cái vướng mắc nào mà cho đến thời điểm hiện tại cái trục đường này vẫn chưa được thông xe các bác nhé. Trục đường từ nút giao thông Nam Cầu Bính sang ngã tư cơ điện được quy hoạch nhằm tạo ra một cái trục kết nối giữa huyện An Dương và Thủy Nguyên. Cụ thể hơn chính là khu đô thị Bắc Sông Cấm với trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng. Nó giúp thay đổi cái hệ thống hạ tầng giao thông của khu vực này theo một cái hướng hiện đại và thông thoáng hơn. Tuy nhiên, dự án này chỉ là một trong nhiều những cái mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh quy hoạch giao thông của huyện An Dương nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Dự án này nằm trên tuyến giao thông quan trọng và nó là một phần cửa ngõ phía Tây, Tây Bắc của Hải Phòng với một lưu lượng giao thông hàng ngày qua đây khá là lớn. Như các bác thấy đây thì mặc dù không phải là giờ cao điểm rồi chưa được kết nối với những cái trục đường chính nhưng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây cũng khá nhiều rồi. Điều này hứa hẹn trục đường này sẽ rất là hiệu quả khi nó được đưa vào vận hành. Đây là toàn cảnh vị trí trục đường nút giao Nam Cầu Bính lên ngã tư cơ điện đối với hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực. Tổng chiều dài toàn tuyến của trục đường này là khoảng 1,3 km với tổng số vốn đầu tư là hơn 770 tỷ đồng do nhà thầu Bạch Đằng làm chủ đầu tư. Bề mặt cắt ngang lòng đường có chiều rộng lên đến 50,5 m. Trong đó thì mặt đường rộng 32,5 m, vỉa hè rộng 15 m chia đều cho hai bên và cái giải phân cách cứng ở giữa là 3 m. Ở cái góc máy này thì trục đường này khá đẹp phải không các bác? Sau đây xin mời các bác cùng tôi cập nhật những cái diễn biến hiện tại ở các cái khu vực xung quanh trục đường này xem nó như thế nào rồi các bác nhé. Trước hết là nút giao với đường 208 thuộc khu vực An Thái, huyện An Dương. Mặc dù cái đoạn tuyến này chỉ dài khoảng 160 m nhưng mà cái công tác giải phóng mặt bằng đang gặp rất nhiều khó khăn. Những cái thỏa thuận giữa chính quyền và người dân đang chưa tìm được những cái tiếng nói chung. Như theo cái góc độ tôi nhìn thấy đây thì chỉ còn một vài hộ dân sát mặt đường 208 và toàn bộ cái khung xưởng sản xuất của một cái doanh nghiệp nào đó. Hy vọng thì hai bên sớm tìm được những cái giải pháp thích hợp để trục đường này sớm được hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại. Còn đây là nút giao giữa đường Máng Nước, Tôn Đức Thắng và quốc lộ 5 nội đô. Tuy vào cái thời điểm mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây sẽ có cái mật độ khác nhau, tuy nhiên thì sợ nhất vẫn là hung thần xa lộ container chạy trên cái quốc lộ 5 về khu vực cảng. Nhất là vào những cái giờ tan tầm, nó lại càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nếu được đề xuất giải pháp thì tôi xin đề xuất xây dựng một cái nút giao thông 2 tầng qua cái quốc lộ 5 này cho tuyến đường này bớt ùn ứ và an toàn hơn. Ở cái góc máy bên phải màn hình chỗ mặt đường quốc lộ 5, một số hộ dân vẫn chưa nhận đền bù và cái việc thi công ở khu vực này cũng đang bị tạm dừng. Mới chỉ hoàn thiện được một phần ở khu vực phía đường Tôn Đức Thắng thôi. Còn đây chính là một phần của trục đường Máng Nước nối thị trấn An Dương với lại khu vực trung tâm thành phố. Trong năm nay thì thành phố Hải Phòng cũng có kế hoạch mở rộng cái lòng đường của tuyến đường này. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy cái dấu hiệu của việc cải tạo và việc thi công cái dự án này. Và ngược về bên này chính là nút giao thông khổng lồ của Hải Phòng, nút giao thông Nam Cầu Bính. Nút giao thông này thì vẫn thế thôi, đông, nhộn nhịp và lại còn rất đẹp nữa. Phía xa cuối màn hình kia chính là khu vực Vinhome Imperia, khu đô thị đẳng cấp nhất Hải Phòng.
Lâu lắm rồi thì tôi không qua cái khu vực này. Trước mặt các bạn đây chính là trụ sở của Bảo hiểm xã hội thành phố. Nó đã hoàn tất cái phần thô. Kế bên chính là tòa nhà Hoàng Huy Grand Tower của tập đoàn Hoàng Huy. Như cái tiến độ hiện tại thì nó đã hoàn thiện xong phần móng rồi. Hoàng Huy năm nay mạnh thế nhỉ. Hiện tại thì tập đoàn này đang triển khai đồng loạt cả 3 dự án trong trung tâm thành phố Hải Phòng, với Hoàng Huy Comex, rồi hai tòa nhà ở Hoàng Huy Đồng Quốc Bình và cái Hoàng Huy Grand Tower này nữa. Nhìn dòng phương tiện di chuyển trên nút giao thông 3 tầng đầu tiên của Hải Phòng, có thể thấy được một Hải Phòng đang thay đổi tích cực như thế nào. Hy vọng thì trong một tương lai gần, trục đường này sẽ được hoàn tất để người dân tham gia giao thông được thuận tiện, di chuyển sang các khu vực được dễ dàng. Đồng thời thì nó cũng là những cái cơ sở giúp huyện An Dương sớm lên quận trong những năm tới. Các bác thấy sao về dự án nút giao thông Nam Cửa Bính sang tư cơ điện này? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin chào.